Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Như vậy là ngày 11 tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình. Và hiện nay thì sân vận động Mỹ Đình thì chúng ta đã được cải tạo nâng cấp mặt sân. Và hiện nay mặt sân rất là đẹp rồi các bạn ạ. Hôm nay thì mình làm một vòng review lại toàn bộ quang cảnh sân vận động Mỹ Đình đấy, trước giờ bóng lăn cho anh em được biết nhé. Đây là đường Lê Đức Thọ các bạn nhé. Đấy, nó có những cái hàng dừa rất là đẹp, có những hàng dừa rất đẹp. Đây là đường Lưu Hữu Phước này các bạn nhé. Đi vào này. Khu này là bây giờ có tổng thể khu này rất đẹp. Đây là nhà hàng Vạn Hoa này. Khu này tổng thể lên các nhà, tòa nhà mọc lên rất là đẹp được các bạn. Đấy, hai bên đường là những cây cối người ta trồng rất là thẳng hàng, rất là tuyệt vời. Đây này mới có một cái ống xe này rất là đẹp luôn này các bạn này. Mây bay quá đẹp luôn các bạn nhé. Thì Việt Nam sẽ có hai trận gặp Nhật Bản và đồng chí Út trên sân vận động Mỹ Đình này. Rồi các bạn thấy không? Đã xuất hiện trước mắt chúng ta đó là sân vận động Mỹ Đình. Đó có hình cánh buồm. Sắp tới là có khoảng 12.000 cổ viên sẽ được vào sân các bạn. 12.000 cổ viên sẽ được vào sân để cổ vũ. Đây cũng là điều rất là tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng hoặc là giành được một điểm trước đội tuyển Nhật Bản. Các bạn ạ. Sân vận động Mỹ Đình này các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Và đây là toàn cảnh sân vận động Mỹ Đình. Hiện nay các bạn nhé, thì sân vận động Mỹ Đình đã được bảo dưỡng, đã được chỉnh sửa đó. Và bây giờ thì sân Mỹ Đình các bạn thể thấy rằng trông rất là đẹp rồi, rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng và mặt cỏ rất là tuyệt vời. Đó thì là sau khi sửa chữa, thực ra cái việc sửa chữa này là cũng do cái nguyên nhân khách quan là từ cái trận đấu giữa Việt Nam và gặp đội tuyển Úc. Thì là đội tuyển Úc, huấn luyện viên người ta đã chê cái mặt sân mình là quá xấu. Đó, thế và từ đó thì cộng với sự lên tiếng của dư luận này trong nước thì là đã đem đến cái ảnh hưởng rất là lớn, là làm cho ban lãnh đạo của sân Mỹ Đình cũng như là các ban ngành liên quan năm bây giờ đã có những cái sửa sang rất là đẹp cho sân Mỹ Đình các bạn. Và với cái sân vận động này, với cái mặt sân như thế này, tuyệt vời như thế này, thì chúng ta rất hy vọng rằng trong hai trận đấu đỉnh cao sắp tới, Việt Nam gặp Nhật Bản và Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út, chúng ta sẽ thể hiện được tất cả những gì hay nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo
Và hy vọng rằng chúng ta những trận đấu này sẽ có những bài tấn công mới hơn nữa. Và chúng ta mặc dù là gặp đội tuyển mạnh thì chúng ta cũng không phải lo sợ, cũng không phải sợ hãi nữa các bạn ạ. Bởi vì đằng nào có thể chúng ta cũng đã bị loại rồi, thì chúng ta thi đấu làm sao đã thể hiện hết cái khả năng của mình. Thì đó là cái điều mà mình cũng rất là mong muốn và hy vọng. Còn tất cả quý vị các bạn, mọi người mong muốn một trận đấu như thế nào, chúng ta hãy cùng để lại comment dưới cái video này các bạn nhé. Và cái giờ G đã sắp điểm rồi, thì chúng ta cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam có những trận đấu rất là tuyệt vời trước hai đối thủ mạnh hàng đầu châu Á. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong các video tiếp theo của GVTN nha.